Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho em hỏi là em ở trên Sơn La và chồng tôi năm nay là 44 tuổi ạ. Vâng. Bị ung thư thực quản, đang xác định là giai đoạn 2 và chưa phẫu thuật. Hiện tại thì khi đi khám thì lại phát hiện cùng một lúc là hai bệnh ca, là ca thực quản và ca tuyến giáp. Vâng. Thì đang trong phác đồ điều trị thì các bác sĩ đang cho điều trị là thực quản trước, và bác sĩ có lên kế hoạch là sẽ xạ trị là 7 tuần và hóa chất là 6 buổi. Thì hiện tại thì sức khỏe chúng tôi đến hiện tại là vẫn còn ổn định. Xin hỏi bác sĩ là cái trong quá trình điều trị trị cái ca thực quản thì cái bệnh ung thư tuyến giáp thì có bị trễ điều trị không ạ? Và vì sao lại không điều trị cùng một lúc ạ? Và câu hỏi thứ hai là với chồng tôi là hiện tại là đang truyền hóa chất. Thì sau khi truyền hóa chất ấy, thì cái cách chăm sóc và ăn uống như thế nào, có phải kiêng khem gì không ạ? Và sau bao nhiêu lâu điều trị thực quản thì sẽ điều trị tuyến giáp ạ? Và tiếp theo nữa là xin hỏi bác sĩ tư vấn là trong khi điều trị thì nhà tôi có kết hợp được đông tây y không ạ? Hết câu hỏi. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, xin cảm ơn chị. Chúng tôi xin được chuyển câu hỏi của chị tới bác sĩ Hương Giang sẽ trực tiếp trao đổi và tư vấn cho chị. Dạ vâng ạ. Xin chào bác. Bác nghe rõ không ạ? Vâng ạ, chị nghe rõ không ạ? Dạ, em có nghe rõ ạ. Vâng, chào bác. Các thông tin bác cung cấp cho chương trình cũng rất là phong phú. Ở đây thì tôi thấy rằng là chắc chắn là khi các bác sĩ đã đưa ra cái liệu trình điều trị cho nhà mình là sẽ là hóa xạ trị đồng thời, thì tôi tin rằng là đã chẩn đoán rất là kỹ rồi. Bởi vì những cái trường hợp mà có những cái bệnh lý tương đối nó phức tạp hoặc là có những cái đặc biệt thì bao giờ cũng sẽ hội chẩn trong khoa hoặc hội chẩn liên chuyên khoa, thậm chí là hội chẩn bệnh viện. Ở bệnh viện chúng tôi là như vậy, nên tôi cũng tin rằng là có thể là mình sẽ có hai ung thư, là ung thư thực quản, ung thư tuyến giáp, hoặc cái tình huống thứ hai nữa là cái tổn thương của tuyến giáp có liên quan đến thực quản. Nhưng ở đây thì tôi cũng không đặt ra cái tình huống thứ hai, bởi vì chắc chắn là các đồng nghiệp của tôi cũng đã làm cái động tác là chẩn đoán phân biệt rồi. Thì nếu như giả sử đây là một cái ca bệnh đưa đến cho tôi thì chắc chắn là tôi phải làm cái động tác chẩn đoán phân biệt là thực quản có liên quan đến tuyến giáp hay không. Ở đây thì bác có hỏi là vậy thì vào các bác sĩ thì đang nói rằng là tập trung điều trị thực quản và để cái ung thư tuyến giáp sau, thì tôi lại nói hơi ra ngoài lề một chút là ung thư thực quản, ung thư tuyến giáp cũng có rất là nhiều thể, nhưng mà nhìn chung lại đa số là ung thư thực quản là ở cái thể nên là một cái dạng ung thư mà tiến triển khá là chậm. Đôi khi và bây giờ các cái quan điểm điều trị trên thế giới còn đôi khi còn chưa thống nhất, họ sẽ có hai cái luồng tư tưởng lớn. Một cái luồng tư tưởng là cứ có bệnh tổn thương là người ta điều trị đến cùng, và cái luồng thứ hai là người ta sẽ theo dõi sát. Theo dõi ở đây không có nghĩa là chúng ta buông, chúng ta không quan tâm đến nó, mà chúng ta phải có một cái lịch trình theo dõi sát và đến một cái mức độ nào đó thì người ta mới can thiệp các điều trị. Bởi vì ung thư tuyến giáp thì ngoài có cũng vai trò là một cái tuyến nội tiết trong cơ thể và cũng có những cái vai trò điều hòa các cái nội tiết khác, các cái chuyển hóa khác trong cơ thể, nên cái việc nếu như chúng ta can thiệp quá mức đến tuyến giáp thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống. Và ung thư tuyến giáp cũng là một trong các cái thể bệnh nhìn chung, tôi chỉ nói là nhìn chung, còn tuy nhiên nó cũng có những cái thể ác tính tiến triển nhanh nhìn chung. Và cái điều đó cái mình thuộc thể nào là sẽ được các bác sĩ biết được qua cái việc sinh thiết chẩn đoán. Thì nhìn chung là cái ung thư tuyến giáp thì sẽ là ung thư tiến triển chậm và các bác sĩ sẽ phải ưu tiên điều trị cái tổn thương mà ảnh hưởng đến chất lượng sống hay nói và có thể ảnh hưởng đến tính mạng hoặc là ảnh hưởng đến cái thời gian sống thêm của người bệnh. Cho nên trong trường hợp tình huống này thì tôi nghĩ là nếu sau khi chúng ta chẩn đoán phân biệt được cái tổn thương của tuyến giáp không phải là có liên quan, có yếu tố liên quan đến thực quản, thì cái việc bắt tay vào điều trị là điều trị ung thư thực quản là hợp lý. Ở đây thì cũng và tại sao vậy thì người ta có nhất thiết là chỉ bị một loại ung thư hay không, thì với những cái cơ chế bệnh sinh khác nhau thì cũng đôi khi sẽ gặp, chúng tôi gặp không chỉ một loại bệnh, hai thậm chí hai ba loại bệnh ung thư khác nhau trên cùng một cơ thể mà không phải là di căn, tức là nó không có liên quan đến nhau mà nó là những cái tổn thương đơn độc. Trong trường hợp này của người thân của bác là ung thư thực quản và ung thư giáp, thì cũng là cái thể mà không phải thường xuyên gặp đâu. Nhưng còn thì nhìn chung chúng tôi trong cái quá trình công tác thì chúng tôi còn gặp là ung thư thực quản rất hay đi với một loại ung thư thứ hai, đó là các ung thư biểu mô vẩy của đầu cổ hoặc là ung thư biểu mô vẩy của phổi, hay người ta còn gọi là gặp các cái ung thư của đường hô hấp và tiêu hóa trên.
Thì và chính vì vậy mà các bác thấy là khi đến bệnh viện ca thì bệnh nhân sẽ được khám và như tôi dùng từ gọi là làm bi lăng ấy, và làm cái tầm soát rất là kỹ. Nếu đã có ung thư thực quản thì bắt buộc sẽ phải khảo sát các ung thư đầu cổ có hay không có, hoặc ngược lại nếu đến bệnh viện ca chẩn đoán là ung thư đầu cổ thì bác sẽ được đi nội soi thực quản để đánh giá xem có ung thư thực quản hay không. Và có thể là các bác sĩ sẽ cho đi soi phế quản, hoặc các bác sĩ sẽ sử dụng các phương pháp khác như là chụp cắt lớp lồng ngực vân vân. Tức là chắc chắn là chúng tôi sẽ phải làm những cái tầm soát những cái ung thư có thể đi kèm khi mà phát hiện ra một loại ung thư thực quản, bởi vì các cái yếu tố nguy cơ gây ra các cái bệnh này nó gần có những yếu tố tương tự như nhau, ví dụ như là cái sự phơi nhiễm với hút thuốc lá, uống rượu vân vân. Rồi các cái ung thư, những cái ung thư mà có thể thường xuất hiện nó cùng chung một cái bản chất biểu mô vẩy. Chính vì vậy mà cái việc điều trị của người thân của bác, nó cái đấy nó gọi là một chiến lược, cũng giống như một trận đánh, cũng như là một cái bàn cờ, chúng ta đi nước cờ nào trước, đi nước cờ nào sau để mà một cái đích cuối cùng là về đích được sớm nhất. Thì đây nó là cả một chiến lược điều trị, và hay nói cách khác là chúng tôi, một là chiến lược, hai là chúng tôi gọi là điều trị NTD, tức là cái điều trị phối hợp đa chuyên khoa. Thì ở bệnh viện ca thì đây là truyền thống rồi, chúng tôi thường xuyên là khi làm việc thì sẽ là phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị. Và vì bệnh viện ca là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về chuyên ngành ung thư, có những bệnh nhân thỉnh thoảng hỏi thăm đường đến gặp tôi của bệnh viện: bác ơi, cho em hỏi đến bệnh viện ca, hỏi cho em hỏi khoa ung bướu nằm ở đâu ạ? Thì tôi cũng phải xin thưa với các bác là bệnh viện ca là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, cho nên là chúng tôi có rất nhiều khoa phòng và riêng khoa nội khoa của chúng tôi thì cũng có đến 7-8 chuyên khoa nội rồi. Ngoại khoa cũng tương tự như vậy. Cho nên chúng tôi có rất là nhiều chuyên ngành sâu để có thể các đồng nghiệp tương tác hỗ trợ nhau để đưa ra một cái chiến lược điều trị tốt nhất cho người bệnh. Câu hỏi tiếp theo của bạn là: vậy thì khi đang truyền thì có lưu ý gì và bao nhiêu lâu thì sẽ điều trị ung thư tuyến giáp? Cái việc quyết định điều trị ung thư tuyến giáp thực sự là nó rất là, cái việc đó nó liên quan đến cái việc đánh giá hiệu quả điều trị của ung thư thực quản. Và cái việc mà quyết định nó không có một cái bài toán chung cho tất cả các bệnh nhân, mà sẽ là điều trị theo cá thể, sẽ phụ thuộc vào thể trạng, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trên chính người bệnh này. Và chắc chắn là cái việc này là cái việc mà người bệnh sẽ và người gia đình sẽ phải ngồi cùng với bác sĩ điều trị để bác sĩ điều trị phân tích kỹ lưỡng hơn là tại sao tôi làm thế này, tại sao tôi làm thế kia. Có một cái lời tư vấn chung cho chồng của bác và cũng là với các bệnh nhân nói chung trong cái việc sau khi điều trị hóa xạ trị đồng thời ung thư thực quản, thì phải nói rằng là đối với ung thư thực quản thì các bác sĩ luôn luôn khuyên người bệnh là nên mở thông dạ dày trước khi điều trị, tức là đặt một cái ống, cái này kỹ thuật chúng tôi làm được, tôi dùng từ là chúng tôi mà khiêm tốn hơn là các bác sĩ ngoại khoa, chứ chúng tôi là bác sĩ nội khoa thì cũng không làm thủ thuật này, tức là mở thông dạ dày để nuôi dưỡng bệnh nhân. Vì trong quá trình điều trị có những bệnh nhân chúng tôi thuyết phục rất là mất nhiều thời gian, vì các bác ấy thấy rằng vẫn ăn được, thực sự dùng cái từ ăn được ở đây là ăn để tồn tại, chứ tức là ăn để sống, chưa phải là ăn để chữa bệnh. Và qua cái chương trình này tôi rất là mong muốn các bác bệnh nhân cũng lắng nghe được chương trình và hết sức là đồng hành cùng với chúng tôi trong quá trình điều trị, tức là chúng ta nghe theo lời tư vấn của bác sĩ, chúng ta mở thông dạ dày để đưa thức ăn từ ngoài vào cơ thể để nuôi sống cơ thể chúng ta đã, thì chúng ta mới có thể đủ sức lực để mà chống chọi được với điều trị. Vì trong quá trình điều trị ung thư thực quản bằng phương pháp hóa xạ trị nó có hai vấn đề. Thứ nhất là xạ trị sẽ gây những cái tổn thương ở da, thì chúng ta nhìn thấy được những cái tổn thương mà bỏng niêm mạc hoặc là viêm tấy trong niêm mạc, nó ở bên trong cơ, nó ở mặt trong của thực quản, chúng ta không nhìn thấy được đâu, nhưng mà nó sẽ có những cái biểu hiện như bệnh nhân đau, khó ăn, khó nuốt, thực sự là không nói được. Có những trường hợp bệnh nhân đau không nói được, mặc dù sau đó khi mà qua được cái quá trình viêm này thì soi lại có thể tổn thương rất là liền tốt mà gần như là đáp ứng hoàn toàn, nhưng mà để đến được cái đích thì chúng ta phải vượt qua rất là nhiều gian nan, và chúng ta phải ăn, phải có dinh dưỡng thì mới tồn tại được. Cái thứ hai là các cái hóa chất, nhìn chung các hóa chất nền tảng trong điều trị phối hợp với xạ trị cho ung thư thực quản là các cái hóa chất mà có dẫn chất của fluoramidin của 5FU, và các cái chất này thì nó thường cũng có những cái tác dụng phụ trên niêm mạc của đường tiêu hóa. Thế cho nên là đây là một cái sự cộng hưởng về sự hiệp đồng về các cái tác dụng phụ gây rất là nhiều khó khăn cho người bệnh trong quá trình ăn uống. Cái thứ ba nữa là các bác thì rất là hay trong quá trình điều trị, chúng tôi cũng như các bác bệnh nhân thôi, lắng nghe bệnh nhân. Thậm chí sáng nay tôi cũng có gặp một người bệnh, họ khoe là họ tăng được một cân, họ khoe là họ ăn được một bữa, mà đối với tôi mừng hơn tất cả những cái gì cố gắng của mình. Chúng tôi cũng mong muốn các bác ăn uống được, mà bệnh nhân thì thường sẽ ăn thử chút chút xem mình thế nào. Nhưng mà chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta khi đã có mở thông dạ dày rồi, chúng ta sẽ dinh dưỡng cơ bản bằng qua con đường ống thông. Tất nhiên nó hơi lách cách một chút,
chúng ta phải xay, phải nghiền vân vân. Thì tại bệnh viện ca chúng tôi thì cũng có trung tâm dinh dưỡng lâm sàng sẽ hỗ trợ cho người bệnh để mà tính cái suất ăn làm sao mà đủ dinh dưỡng. Và tôi cũng luôn luôn động viên bệnh nhân là suất ăn ở bệnh viện an toàn hơn chính bữa cơm nhà mình. Chúng tôi khẳng định là như vậy vì thực sự chúng tôi là những người phụ nữ, cũng là những người nội trợ, đi chợ về cũng chỉ biết mua thức ăn ở chợ hoặc siêu thị là cùng. Nhưng ở bệnh viện thì tất cả nó có quy định và tất cả các thực phẩm thì đều kiểm định theo quy định, thậm chí lưu mẫu, đây là quy định rồi chúng ta nắm được. Không chỉ bệnh viện ca mà tất cả các cái bếp ăn tập thể của bệnh viện đều như vậy. Như vậy thì cái việc ăn uống ở bệnh viện là rất an toàn. Cái thứ hai nữa là đủ về dinh dưỡng, vì có bác sĩ dinh dưỡng định lượng được. Và tôi còn có những cái bệnh nhân là cầu kỳ đến mức bác sĩ dinh dưỡng đã hướng dẫn nấu ăn rồi, nhưng bác ở nhà gần viện ca vẫn cứ lóc cóc là một ngày mấy bữa đến lấy lĩnh suất ăn về cho vợ ăn ở nhà vì nuôi dưỡng hỗng tràng. Bác và tôi rất sợ là tôi làm không cẩn thận, nhỡ vợ tôi bị tiêu chảy tôi cứ đến viện ca cũng được. Đến mức là như vậy. Thì cái dinh dưỡng nó rất là quan trọng, thì mình hãy trao đổi với bác sĩ dinh dưỡng và họ sẽ lên cho mình cái kế hoạch điều trị. Dinh dưỡng cũng là điều trị. Và chúng ta khi chúng và các bác sĩ thường sẽ hay ăn thử đường miệng, nhưng chúng tôi không khuyến cáo nhiều ăn đồ cứng hoặc là ăn các cái thức ăn qua đường miệng khi mà cái thực quản nó đang bị viêm tấy, nó chưa thông mà nó bị viêm tấy. Vì sao ạ? Vì thức ăn nó sẽ dắt lại. Vì chúng ta biết các khối u thực quản nó sẽ có cái bản nó thường là sùi và gồ ghề, thì những cái thức ăn nó còn sót lại nó nằm khe kẽ trong các cái hốc đó, nó sẽ tạo thành một cái phản ứng viêm tại chỗ, viêm quanh u, bệnh nhân thường rất là đau. Và tôi còn có một câu chuyện cũng không biết chia sẻ như nào, gọi là cười ra nước mắt. Bệnh nhân gọi điện cho tôi rất là tức tốc. Tôi điều trị đỡ rồi, tôi cảm ơn bác sĩ, tôi mừng quá, theo tôi về tôi ăn ốc, thế là bây giờ tôi bị nghẹn. Bây giờ rất là xa, bác sĩ tôi đành khuyên bệnh nhân đến bệnh viện địa phương. Hồi đó thì và cuối cùng phải nội soi gấp cái thức ăn đó ra và phải ra thanh toán hết 500.000. Và bệnh nhân kể lại với tôi là thế là tôi đã phải ăn một con ốc 500.000. Câu chuyện đó đúng là cười ra nước mắt, rất thương bệnh nhân. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng đã đi được những quãng đường rất khó khăn thì chúng ta cố gắng nghe lời bác sĩ để làm sao mà về đích được. Như vậy thì trong cái việc mà điều trị hóa xạ trị đồng thời này, chúng tôi có hai lời khuyên. Thứ nhất là nếu như bác sĩ đánh giá tình hình là nên mở thông dạ dày thì các bác nên mở thông dạ dày trước điều trị. Tại sao phải nói là trước? Bởi vì đôi khi những bệnh nhân là cứ cố gắng là không đồng ý, thì chúng tôi cũng không thể nào mà làm những thủ thuật khi người bệnh không đồng ý. Nhưng khi trong quá trình điều trị gặp rất là nhiều các cái khó khăn, bệnh nhân lúc đấy mới vội vàng là hãy cho tôi mở thông dạ dày để nuôi dưỡng, thì lúc đấy chúng tôi phải dừng hóa chất, dừng xạ trị lại, thì cái quá trình nó bị gián đoạn thì thực sự là nó cũng không phải là tốt. Nên chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, cũng giống như người diễn viên lên sân khấu, cũng giống như hôm nay tôi ngồi đây với quý vị khán giả, để cho có một cái khuôn mặt xinh đẹp, có một cái kiến thức trao đổi thì chúng tôi đã phải chuẩn bị rất là nhiều. Như vậy khi chúng ta bắt tay vào điều trị, chúng ta nên chuẩn bị hành trang về điều trị, đó là tâm lý, đó là chuẩn bị dinh dưỡng, chuẩn bị mở thông dạ dày vân vân trong trường hợp có chỉ định. Và chúng ta tuân thủ bơm thức ăn qua thông dạ dày theo đúng các cái chỉ định của bác sĩ. Thì nếu như chúng ta thực hiện được đúng những cái protocol, các cái chương trình như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua được cái quá trình điều trị. Và chúng ta sẽ cũng đồng hành và chúng ta đảm bảo được cái liều lượng tia xạ, liều lượng hóa trị thì mang lại được cái kết quả tối đa. Sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận với bác sĩ xem tiên lượng của bệnh như thế nào và sẽ tính những cái chuyện điều trị tuyến giáp. Xin chào bạn.